Hello everyone, my name is John and I'm going to show you how to learn this lesson. Xin chào các bạn nhé, mình là John. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn làm sao để có học một cái bài đầu tiên của tiếng Anh lớp 12 này cho dễ. Thì mình có làm lại cái slide này để nhìn cho nó dễ dàng hơn ấy, củng cố là cho nó giống với sách giáo khoa nhất có thể ha, để các bạn có thể yêu thích làm ha. Và mình sẽ cố gắng là trình bày chi tiết nhất có thể để các bạn làm sao có thể ôn lại được nhiều nhất ha. Rồi bây giờ thì bắt đầu nha. Sẽ bắt đầu. Bài Unit 1 Life Stories. Life Stories tức là những cái câu chuyện về trong cuộc sống. Bài này rất là dễ thôi. Và bài đầu tiên đó là Getting Started. Bắt đầu nhá. The Person I Admire. Cái người mà tôi ngưỡng mộ ha. Đó, các bạn có thể nhìn đây là Steve Jobs này. Ở trong bài học này thì chúng ta sẽ học những cái này, nhưng mà thôi mình sẽ vào luôn cho nó nhanh ha. Đầu tiên đó, các bạn sẽ trong bài này sẽ giáo khoa sẽ show cho các bạn một cái bài hội thoại và họ sẽ bảo mình nghe. Tuy nhiên là mình sẽ cho các bạn nghe sau ha, thì mình sẽ phân tích các cái từ này trước để cho các bạn làm sao là các bạn học được cho tốt nhất ha. Và cái từ đầu tiên chúng ta có đây là cuộc hội thoại giữa Hưng và Quang. Họ nói chuyện với nhau về cái idol của họ. Đó. Và đầu tiên thì mình sẽ dịch cái này ha. The topic for tomorrow's presentation is really interesting. Cái topic, cái chủ đề của buổi thuyết minh ngày mai hoặc cái bài thuyết minh ngày mai. Ở đây thì mình sẽ có một cái từ. Đó là từ presentation. Các bạn có thể đọc là presentation nhé. Presentation là anh Mỹ đọc. Còn anh, khi bạn nghe audio ấy, thì người ta sẽ đọc là presentation. Present. Mình sẽ đọc là presentation. Present. Gọi là presentation. Không có gen á. Gen là động từ á. Đây là bài thuyết trình. Bài thuyết trình. Đó. Cái từ gốc của cái từ này đó là từ thuyết trình nhé. Present. Đó, cái trọng âm nó nhấn là present. Đó. Present. Ví dụ thuyết trình về động vật chẳng hạn thì mình có về ấy. Các bạn gọi là about đúng không? Đúng không? Người ta ít dùng about nhé, người ta dùng cái từ giới từ là on. On an animal chẳng hạn, thuyết trình về một cái con động vật chẳng hạn. Đó. Ok, và đây chúng ta có dấu phẩy đây nhá. Đây trong chúng ta có một cái dấu phẩy ở cái chữ tomorrow's này, đó là cái sở hữu cách một cái bài thuyết trình của tomorrow ngày mai. Ok, it's very interesting, rất là thú vị. Have you decided who to talk about? Quang decided, cái từ decide ở đây có nghĩa là quyết định. Ví dụ tôi quyết định ngày mai sẽ thuyết trình chẳng hạn. I decided to nhá. Decided cộng với to do something. I decided to present tomorrow chẳng hạn. Đó. Thì cái từ decide là như vậy. Và ở đây mình có thấy, mà đây mình có một cái nữa đó là have you decided? Have you decided? Cái đây quá khứ đó, đã chữ ed rồi. Tức là đây là hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành. Cái hiện tại hoàn thành này dùng để hỏi là đã làm cái gì chưa nhé. Đã làm cái gì chưa. Và dùng mình hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành có nhiều cách dùng lắm. Nhưng mà cái dùng mà mình dễ hình dung nhất đó là đã làm cái gì chưa. Ví dụ bạn đã ăn cơm chưa chẳng hạn. Have you ăn cơm. Bạn đã dùng. Bạn đã ăn tối chưa chẳng hạn. Have you had dinner yet? Dinner. Có thể cho cái từ yet vào nhé. Chưa. Ở đây nó không có đâu. Vậy thì bạn Hưng này hỏi Quang là cái gì đó chưa? Đã quyết định cái gì chưa? Đã quyết định, mình xem quyết định cái gì nhé. Bạn đã quyết định ai là người nói, who to talk about, ai là người nói. Tức là cái bạn Hưng này hỏi bạn Quang là Quang ơi, mày đã biết, mày đã chọn được cái người nói mà ngày mai chưa đó? Nói thuyết trình đó. Đó. Mình nhớ. Vậy thì mới hiện tại hoàn thành dùng để làm cái gì chưa ha. Tiếp theo Quang nói là not yet. Đó.
Vậy thì I mình hỏi mình cái hiện tại hoàn thành ấy. Have you gì ấy? Have you cái gì gì đó? Thì mình yes, I have. Okay. Hoặc là no, I haven't. I have not. Hoặc là viết là I haven't nhé. I haven't yet. Ok. Vậy thì dạng đầy đủ trả lời là no, I haven't yet. Nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy bài này, bạn Quang nói là not yet. Vậy thì bạn ấy đã bỏ. Đã bỏ. Đã đặt cái giản lược cái này đi này. Mình viết đây nhé. Haven't. Haven't not yet. Đấy. Vậy thì bạn ấy đã giản lược cái này đi. Bạn ấy còn not yet. Đó. Vậy thì trong cái văn nói bình thường người ta sẽ nói là not yet. Thì nó sẽ rất là tự nhiên. Chứ mình học theo ngữ pháp nên cách trả lời là no, I haven't not yet. Nghe nó rất là kỳ á. Mình trả lời là not yet. Biết bạn ăn đối chưa? Have you had dinner yet? Not yet. Chưa ăn đấy. Đó. Tiếp nhé. I'm still waiting between two famous people. Vẫn chưa này. Tôi đang cái gì đó giữa cái này. Vậy cái này mình có thể đoán được là đang cái gì đó thì nghĩa của từ waver. Waver. Between cái gì đó. Between cái gì đó and cái gì đó. Từ đây là lưỡng lự ha. Lưỡng lự giữa cái gì đó. Waver. Ok. Waver. Waver. Lưỡng lự cái gì đó. Thì bạn Quang này thì đang lưỡng lự giữa hai người nổi tiếng là Steve Jobs và Michael Jackson. Steve Jobs là sáng lập ra quả táo Apple. Michael Jackson là ông hoàng nhà pop rồi. Vậy thì mình có thể là dùng cái từ waver between rất là hay đó. Ví dụ như bạn chọn cái gì chẳng hạn, bạn chọn giữa quả bây giờ ví dụ như là bạn chọn giữa việc đi làm bài tập về nhà, homework với cả làm housework, thì bạn sẽ nói nào ạ? Tôi đang nhé, tôi đang lưỡng lự. I am đi. I am wavering between đó, between doing housework, doing homework and housework. Đó, tôi đang lưỡng lự giữa việc làm bài tập về nhà hay là làm việc nhà. Làm bài tập về nhà hay là việc nhà đó. Tiếp theo ha, chúng ta có cái từ là I admire them both. Admire ở đây có nghĩa là ngưỡng mộ ha. Admire bằng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ ai đó. Ví dụ như là mình ngưỡng mộ mình ngưỡng mộ Messi chẳng hạn. I admire Messi. Đó. Messi. Messi. Đó. Hoặc là tôi ngưỡng mộ bố tôi chẳng hạn. I admire my dad. Đó. Bạn dùng cái từ admire hay á. I admire them là I admire them both. Ở đây chính là ở tức từ both bằng cả hai. Đó. Both. Mình lưu ý cho mình không đọc là both, không đọc là o ha. Không đọc là both nhé. Mà mình đọc là both. Phiên âm của nó là b o u đấy đấy. Both. Đấy. Both. Both. Các bạn kéo chữ u dài ra. Both. Both. Ok. Cả hai. Đó. Thì mình có từ both này. Mình không nói I admire them too. Mình không nói vậy. I admire them both. Đó. Tiếp nữa ha. Mình sẽ xóa tạm cái này đi này. Mình sẽ có but who's had a great impact on you. Who's had a great impact on you. Vậy thì ở đây mình có nhé. Who had a, các bạn thử đoán đây là thì gì ạ? Impact on you. Impact on you. Thì cái chữ dấu phẩy đây là gì ạ? Dấu cách mà không phải đâu. Cái dấu phẩy này có phải là y không ạ? Who is had impact? Không phải đâu ha. Cái chữ who, cái dấu phẩy đây là who has. Nó là viết tắt ấy. Who had had a great impact on you. Ok. Vậy đây là thì hiện tại hoàn thành dùng để bạn Hưng này dùng cái hiện tại hoàn thành để nói với bạn Quang là cái từ bạn ấy đã ngưỡng mộ ai trong một khoảng thời gian nào đó rồi ấy. Tức là trước đó rồi đó thì bạn dùng hiện tại hoàn thành, bạn không nhìn hiện tại đơn
nó đơn là có thể nó mới có thôi, nhưng mà hiện tại hoàn thành là nó đã có một cái gì đó rồi, nó đã có khoảng thời gian trước đó rồi, quá khứ đã có rồi. Ok, vậy thì mình sẽ có cái phân tích đấy ha. Mình sẽ có là have a great impact. Impact đây là cái sự va chạm, sự ảnh hưởng ha, sự xung vào nhau. Vậy thì ở đây thì ai đã có cái tác động vào đó với cả bạn, nhưng tác động nghĩa nghĩa này nghĩa tốt ha. Impact đi với dưới từ on nhé, someone đó, là tác động vào ai đó, có một cái tầm ảnh hưởng lớn với ai đó đó. Vậy thì mình sẽ đây sẽ nói là Quang sẽ hỏi là I'm not sure. Ok, I'm not sure. Cái từ sure này có hai cách đọc ha. Anh Mỹ người ta đọc là sure, đó là sờ sờ nặng này, cái âm sờ nặng cộng u u u và âm ơ. I'm not sure đó, các bạn cong lưỡi, I'm not sure. Nhưng mà anh hay đọc là I'm not sure, nó là âm sờ nặng. Và âm or, I'm not sure đấy. Đôi khi các bạn nghe audio, I'm not sure, tôi không chắc chắn. Steve Jobs work stimulates, cái công việc của Steve Jobs và những cái gọi là tác phẩm mà. Steve Jobs work này có thể nghĩa là công việc hoặc là tác phẩm ha, nhưng trong này nghĩa là công việc của công việc. Stimulate thì có nghĩa bằng cái từ, nó có nghĩa là stimulate bằng kích thích này, nó kích thích nhé, cái động từ kích thích, ví dụ hoặc là khuyến khích cái gì đó ấy. Khuyến khích kích thích đó, stimulate đó, kích thích khuyến khích cái gì đó. Ví dụ là cái thành tích, kết quả học tập của người yêu tôi đã kích thích tôi học tập rất nhiều chẳng hạn. My girlfriend result, dùng hiện tại đơn đi, stimulate me to study hard đấy, kết quả của bạn gái tôi, kết quả gì đó để được học tập gì đó đã kích thích tôi, để cộng với tu giới từ ha, học tập chăm chỉ, study hard, nó sẽ bằng, bạn có thể nói cái stimulate có thể là motivate chẳng hạn, làm động lực, tạo động lực, motivate. Ok, ở đây thì có từ stimulate my creativity, cái từ creativity đây. Đây là sự sáng tạo ha. Mình tra từ gốc của nó, create bằng tạo ra, creative bằng tính sáng tạo ha. Đây là tính từ ha, tính sáng tạo đấy. Và creativity là sự sáng tạo về gì? Những cái công việc của Steve Jobs đã kích thích cho cái sự sáng tạo và cái sự innovation. Ok, share cho các bạn cái từ innovation, cái này hay. Cái hãng Innova ấy, đấy. In innovation auto, đây có innovation. Innovation, nhớ hai chữ N nha. Đây là sự sự kiểu đột phá. Innovation, creative là sự sáng tạo, nhưng mà sự innovation là một cái sự đó sáng tạo hơn rất cả creative ấy. Và sự đột phá này kiểu vậy. Sự đột phá cũng là sáng tạo đấy, nhưng mà sáng tạo hơn đó, chả biết dịch nghĩa kiểu này kiểu gì nữa, nhưng mà rất là một cách sáng tạo đó. Innovation. Ok, trong khi Michael Jackson inspired me to learn to play music, trong khi Michael Jackson, những cái âm nhạc của Michael Jackson thì cuốn hút, đã truyền cảm hứng, inspire truyền cảm hứng tôi để học chơi âm nhạc. Vậy thì bây giờ mình có đây nhá, inspire someone to do something, có nhìn thấy từ to này đó, thì nó cũng gần như cái bằng cái từ stimulate,
khi bạn học it is inspired với cả stimulate lot. Các bạn cứ hiểu như nhau, tạm thời hiểu như nhau đi. Đó, cuốn hút ai đó, truyền cảm hứng ai đó, inspire someone to do something. To learn, play là chơi a musical instrument. Musical instrument thì bằng là nhạc cụ. Đó, musical instrument, ví dụ như là nhạc play a guitar, guitar này, violin, violin, gì nhỉ? Piano, các bạn nhạc cụ gì là piano chứ? Cái đàn ukulele, ukulele này, đó, đây kiểu vậy nhá. Đây, trong khi Michael Jackson, âm nhạc của Michael Jackson đã truyền cảm hứng cho tôi để tôi có thể học chơi nhạc cụ. Bạn nghĩ sao? What do you think? Ở đây mình có why Michael Jackson's music, nhưng mà đây có why. Why? Bằng trong khi. Một cái liên từ, trong khi, một cái từ nối, trong khi. Vậy thì ở đây nhá, ví dụ nhá, ở đây thay mình từ why bằng từ but đi. Steve Jobs what stimulates my creativity and innovation. But, nhưng thì nó lại kiểu hai người trái ngược nhau rồi. Why mình sẽ dùng cho cái hai cái vế á, trong câu nó ngang tương nhau. Tức là bạn này bạn yêu thích cả hai, bạn để nói vậy. Nhưng bạn nên thay từ why bằng từ but thì bạn ý một là get Steve Jobs hay là get Michael Jackson. Đấy, cho nên ở đây các bạn dùng từ why ha. Ví dụ như là tôi thích iOS. Còn bạn của tôi lại tôi thích Samsung, còn bạn của tôi lại thích Apple đi. Thì mình trong khi bạn của tôi thích Apple đi, thì cả hai cái như nhau. Mình không là but I love iPhone. Why my friend loves Samsung. Như vậy thì cả hai mình nói cái từ why như vậy thì mình sẽ không có ý nghĩa là mình không thích bạn ấy đâu nhá. Tức là cả hai người kiểu xem nhau á. Đấy các bạn nhớ dùng từ why hay hơn từ but. Next one. Well, both of them, cả hai bạn ấy mình học từ cả hai, both of them, cả hai nhá, were very talented and influential. Okay, ở đây mình sẽ có cái từ talented. Okay, talented. Ở đây là tài năng. Đấy, tài năng. Talented. Influential. Influential. Bằng có sức ảnh hưởng ha. Okay. Cái từ influence bằng cái sức ảnh hưởng. Các bạn nên học cái từ loại danh từ ấy, thế gọi influence sự ảnh hưởng. Học các từ loại của nó để biết hết ấy. Influencer là người có sức ảnh hưởng ấy. Đấy. Người có sức ảnh hưởng. Ảnh hưởng. Đó. Vậy thì đây là cả hai người này đều có tài năng, sức ảnh hưởng. But ở đây họ dùng but này, but chứng tỏ trái ngược nhau rồi. Đấy. But I prefer Steve Jobs. Prefer. Giữa sự khác nhau giữa prefer với cả like. Prefer với cả like. Like là tôi thích, còn prefer là cái gì đó thích hơn. Mình đang so sánh cái gì đó rồi. Prefer cái gì thích hơn nhá. Ví dụ là what, who do you prefer? Steve với cả Michael, với cả Mike đi, mình viết là Mike cho nó ngắn. Đó, thì I prefer Steve, I prefer Steve. Đây, thì có nghĩa là anh ấy thích Steve hơn là so với cả Mike. Nhưng mà nếu như là what do you like, who do you like, đây là I like Steve, thì không có nghĩa là Steve thì có thể bạn ấy vẫn thích cả hai này luôn ấy, nhưng bạn ấy chỉ nói ông Steve trước thôi, nhưng đã prefer thì prefer là thích hơn đó. Đó, vậy thì mình sẽ có cái gì đó mình nói về thích hơn thì mình nói prefer ha. I don't like. I think Michael Jackson was a great dancer. I think Michael Jackson was a great dancer. Vậy thì ở đây mình đã có là
Tôi nghĩ rằng Michael Jackson là một cái người ở Don the Great là rất là vĩ đại, một người ca sĩ vĩ đại nhá. Đó là một người nhảy vũ công, người nhảy Michael Jackson nhảy giỏi lắm, đẹp lắm các bạn ạ. Mọi người có thời gian xem cái nhảy của bạn ấy, của ông ấy rất là giỏi. Dancer, dance là nhảy. Dancer bằng vũ công hoặc là người vũ công, người nhảy ấy. Dùng tiếng Anh Việt cho sang chảnh thì don. Mình có thể anh đọc là dancer, đọc âm a, còn anh Mỹ đọc là dancer, âm đọc âm e bẹt đấy. Michael Jackson's music, why Michael Jackson? Ở đâu không đây? But not an excellent singer. Đây. Excellent là xuất sắc rồi. Nhưng không phải là một người ca sĩ xuất sắc. Singer đây các bạn chú ý cho mình nhé. Bằng đây là ca sĩ xuất sắc. Đây mình có singer, mình đọc là singer, đọc chữ ngờ không phải đọc chữ singer đâu nhá. Đọc là ngờ. Không đọc là g, không đọc là singer mà đọc là singer. Nhiều bạn hay đọc sai. And it's later years. Later là về sau ấy. Later là muộn, về sau ấy. Later về sau này. Singing voice. Singing voice tức là giọng ca. Voice là giọng, singing là hát. Giọng hát ấy, giọng ca. Singing voice became, trở nên nhớ, weak and thin. Đã trở nên, tức là con này đang nói về quá khứ rồi, bởi Michael Jackson nó không còn rồi. Became, có quá khứ của become mà. Quá khứ của cái become đấy. Vậy thì become, mình có nhớ. Become cộng tính từ nhá, adjective. Vậy giọng trở nên weak. Weak là yếu. Khỏe là, giọng khỏe là strong. Như Adele chẳng hạn, giọng rất là khỏe. Hay là giọng mỏng, thin. Mỏng mỏng. Dày là full. Dày mỏng full. Full, đầy đặn, dày dặn. Next. Because it wasn't as good as dùng để là như, tốt như. Đấy, tốt như, ví dụ là tôi không tốt như bạn. I'm not as good as you. Tôi không tốt như bạn đâu. Đấy, dùng để so sánh nhá. Đây là tất cả các bạn để đến thì nhá. Bởi vì nói về Michael Jackson thì là ông đã qua đời rồi. Cho nên tất cả những gì ông làm các thứ thì mình để hết quá khứ này. Đó, các bạn để chia bạn Hưng này để hết quá khứ. Wasn't hết này. Đó. Quang bảo đây mình dựa là cả hai người này đều rất tài giỏi, có được ảnh hưởng, nhưng tôi thích Steve hơn. Bởi vì Mike thì làm mặc dù là một người khiêu vũ giỏi nhưng mà giọng hát không phải là một giọng người có giọng hát cực kỳ xuất sắc đâu. Những người năm về sau thì giọng càng tệ đi ấy. Đấy, nó yếu này, nó mỏng này. Nó không tốt như trước rồi. Ông này, ông Hưng này cũng không có thích. Quang thì tôi thấy rồi. Còn bạn thì sao? Bạn định nói với cái gì? Đã hỏi xong cái chuyện của ông Quang này, là ông Quang này nói về Steve, Michael. Thì bây giờ hỏi về ông Hưng này xem là ông nói ai. Thì Christian Hà. Nói về Christian Hà nhá. Ok, mình sẽ sang trang mới. Cái bài đọc này khá là dài các bạn ạ. Bộ giáo dục soạn cái bài nó dài quá. Mình thường soạn nên soạn một nửa thôi. Soạn dài nên học sinh học vỗ mồm thật đúng không? Mình luôn luôn ghét cái cách mà bộ giáo dục soạn kiểu nó rất là chuối, nhưng mà thôi cố gắng. Trai cố gắng học nhiều vậy. You mean, đây Quang là you mean, bạn coi là mean. You mean, bạn cho là sao nhỉ? Đấy, you mean, đấy. I mean là tôi cho rằng như thế nào nhá. Đấy. The lady, cái người phụ nữ who want, đây. Want, không phải Harry want nữa nhé các bạn nhá. Want này là bằng quá khứ của từ, quá khứ của win. Win là chiến thắng ha. Cái từ one này nó đọc giống như âm số 1 ấy. One ấy. Đấy.
win the chiến thắng, thì người đã giành chiến thắng ở US MasterChef Trophy. Vậy thì người này đã giành chiến một cái trophy là cái cúp ha. Trophy là cúp, bạn nghĩ là châu Phi vậy đấy, nhưng mà đọc là trophy. Không đọc, mình đọc là trophy, có nghĩa là trophy, nghĩa là cái cúp đi. Đấy. Cái cúp à. Trophy. Vậy thì người bạn này đã giành một cái chiến thắng ở gọi là Master Chef, là đầu bếp. Đấy, cái đầu bếp chuyên gia, đầu bếp Mỹ đấy. Quang bảo ồ, tao biết giấc mơ của mày. Thế, I know your dream is to become a famous chef. Tao biết giấc mơ của mày đó là trở thành một cái người chef nổi tiếng. Đây là cái từ chef, cong lưỡi ha. Sở của Trung Quốc ấy, sở chef. Và nhớ nhiều bạn hay thử đọc nhầm cái từ chef với cả cái từ chief. Các bạn nghe biết hai từ nghĩa khác nhau đúng không ạ? Một cái là chef, một cái là chờ như chief. Chef là đầu bếp, chief là gì ạ? Chief thì nó bằng cái kiểu như cái leader của team ấy nhá, bằng leader, người leader ấy đấy. Is that why you want to talk about her? Ông ơi, có phải mày cuồng cô Kristen Hà này không? Mày muốn trở thành một đầu bếp cho nên mày xuất trình với cô ấy không? Đấy. Thì Hùng nói bảo là đúng rồi. What's more? Còn cái gì nhiều hơn nữa nhỉ? Kristen is a blind chef. Blind bằng mù nhé các bạn ơi. Đuôi mù ha. Một người mù. Deaf. Deaf là điếc ha. Nhưng mà đây là mù. Một người bị mù. And a gifted writer. Vậy thì mình đây có gifted. Gift là món quà ha. Gifted. Ở đây có nghĩa là kiểu cũng bằng talented đi. Thiên bẩm vậy đấy. Đấy, cũng là talented, thiên bẩm đi. Gifted, talented, thiên bẩm. Writer là bắt nguồn từ người viết ha. Mình đọc là writer đấy, mình đọc là writer. Nhà văn đi. Đấy, nhà văn đi. Một nhà văn có tai. Bữa hố ăn có tai lại bắt mù. She's very talented. Talented vừa học rồi. Determined. Cái từ này hay này. Determined. Cái này bằng quả quyết ha. Vì tôi là một người quả quyết đi. I'm a determined man. I'm very determined. Tức là quả quyết. Quyết tâm cái gì đó. Làm bằng được. Đã ra quyết định gì không bao giờ thay đổi. Determined. It was absolutely amazing. Absolutely. Đây là một trạng từ ha. Tuyệt đối. Đối. Các bạn có thể absolutely cái gì đó mà tuyệt đối. It's absolutely amazing. Nó rất là tuyệt vời, tuyệt đối tuyệt vời luôn. Vậy thì mình có cái từ luyện hôm nay á, mình lưu ý đây là đây có chữ tờ. Nhưng mà trong này thì mình sẽ không đọc chữ tờ nữa mà mình gọi là mình nuốt nó đi. Chữ tờ ấy mà đứng trước cái đôi ly ấy thì mình sẽ nuốt nó đi, mình không đọc là absolutely đâu nhá. Absolutely đọc nghe rất là kỳ, mình phải nuốt nó đi. Absolutely. Đó, ví dụ là exactly. Ở đây có chữ tờ ly này, nhưng mình không đọc là exactly đâu mà exactly. Đó. Nhớ ha. Đưa tờ mà đứng trước l ấy, đó, tờ l. Tờ mà trước l. Tờ thì suy ra bỏ tờ đi, không đọc. Chỗ này. To watch her, you saw the kitchen tools and prepare the dishes. Vậy thì ui nó quá tuyệt vời khi mà xem cô ấy sử dụng cái gì đó. Vậy thì mình có là watch. Các bạn nhớ watch somebody do something. Các bạn watch somebody to do something. Các bạn nhìn thấy nhá. Xem cô ấy use động từ rồi. Watch somebody. Ví dụ là tôi xem cô ấy chơi thể thao đúng không ạ? I see her. Tôi nhìn thấy cô ấy play a sport chẳng hạn, chủ môn thể thao đó. Thì sau see này hoặc cái watch thì
thì cộng với cả một động từ để nguyên ha. Kitchen tool. Kitchen là bếp. Tools là dụng cụ làm bếp ha. Dụng cụ bếp. Tool, những cái dụng cụ phải prepare. Prepare the dishes. Ở đây mình có the ha. Dishes. Dishes có nghĩa là bát đũa, đĩa đấy, nhưng mà gọi là bát đũa đi. À đâu? Dishes ở đây khác ha. Dishes có hai nghĩa, một nghĩa là dish. Dishes bằng đĩa, gọi là bát đĩa, còn ngay đây là dishes. Đây bằng món ăn. Đó, prepare the dishes có nghĩa là chuẩn bị món ăn ha. Chuẩn bị món ăn thì cũng là chuẩn bị bữa cơm đi. Mình có từ meal, bữa ấy. Prepare meal. Prepare meal đấy, không có the đâu nha các bạn nhá. Prepare meals. Prepare the dishes đấy. Tiếng Anh nó có từ the này, có những cái cụ mà nó sẽ có chắc cho nó fix the thì các bạn nhớ ha. Đó, ví dụ như là đọc báo chẳng hạn. Read the news. Phải có, chắc chắn phải có the. Nếu mà không có the thì không phải đọc báo đâu ạ. Đó. Đây là người ta gọi là mạo từ. Article là một cái phần khá là khó tiếng Anh. Mình sẽ tìm hiểu dần ha. Gặp đâu đụng đấy học thôi. Tiếng Anh nó nhiều lắm, vô vàn lắm, không thể học hết được đâu các bạn. Dần dần thôi. Tiếp. Cô ấy là một nhân viên tuyệt vời khi xem cô ấy sử dụng tất cả những cái dụng cụ bếp và chuẩn bị cho những cái món ăn. I agree, đồng ý nhá. Agree, đồng ý. I remember, tôi đã nhớ rằng how excited I felt. How excited. Tôi cảm thấy rất là excited. Cũng tức là kiểu excited. Lên đi. Tiếng Việt chả biết nữa. I felt when Kristen was creating those good looking dishes. Good hoặc là great looking nhá. Vậy thì ở đây có nè. I remember how excited I feel. How cộng với cả một tính từ. Cộng với I feel. Feel nhất là feel mà không phải fail nhá. Là thì sao ha? Tôi cảm, tức là nó, mình cảm thấy như thế nào khi làm cái gì đó ấy. Các bạn nhớ nên dùng câu này đó. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà đi hẹn hò với người yêu chẳng hạn. How happy I feel when, thôi cái này mình chia quá khứ hết đi bởi vì là tôi đã, when I đi date với, now when go on a date nhé, thì went on a date with my girlfriend. Đấy, đi hẹn hò với cả bạn gái chẳng hạn. Đó, thì đây mình có là vì những cái này mình đã cảm thấy mình đã trải qua rồi, cho nên mình dùng cái từ felt là quá khứ của từ feel ha. Các bạn nhìn thấy feel đó. Vậy thì cái từ tính từ ở đây này, từ happy này, ở đây có từ excited đó. Để các bạn nhớ nhá, nhớ cái cụm này. How blah blah blah, I felt when cái gì đó. Nhưng mà cái này I felt when I gone, tức là khi mà tôi đã, tức là mình đây dùng là đã, mình dùng quá khứ đơn này. When I went on, khi nào, tức là xong rồi thì tôi cảm thấy hạnh phúc ấy. Nhưng mà đây các bạn nhìn thấy đây này, I felt when Kristen was greeting, người ta lại không dùng quá khứ đơn mà người ta dùng là quá khứ tiếp diễn. Vậy thì là họ cảm thấy excited khi mà đang ấy. Đó, giống như kiểu là when I was going on ấy. Nhưng đấy kiểu vậy, thì bây giờ họ là when was creating kiểu vậy nhá. Các bạn nhớ là sự khác nhau giữa quá khứ đơn với cả hiện tại, quá khứ đơn với cả quá khứ tiếp diễn là như vậy. Tức là họ đang, họ khi mà họ đang làm cái đấy họ thấy excited ấy. Còn nó quá khứ đơn là làm xong rồi mới excited. Đó, vậy thì cái này diễn tả thời gian kéo dài hơn. Khi mà họ đã create là tạo ra nhá. Vừa nãy nói rồi, create là tạo ra. Vậy thì mình có thể nói là nấu món ăn đi, mình có thể cái này người ta có tiếng Anh gọi là paraphrase, tức là dùng một cái những cái từ khác, người ta tránh lập từ thì người ta phải paraphrase, người ta dùng một cái từ khác có nghĩa tương tương xem nhau. Vậy thì mình có là prepare the dishes, thì mình có thể nói là paraphrase bằng cách là create the dishes đó. Đây là cách paraphrase nhá, dùng cái từ prepare nó ngang nghĩa với cả cái ngang xem nghĩa về create.
thì các bạn sẽ có cái câu văn nó hay hơn, mở rộng được vốn từ hơn. Uneven anxious, those uneven anxious. Này, vậy thì cái anxious này là từ nào nhỉ? Anxious là I felt nhá. Ở đây cũng là I felt đấy. I felt anxious, 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 anxious. Đó, tôi cảm thấy lo lắng, bồi hồi, anxious. Khi mà đấy, when. Vậy thì ở đây nhá. Đây mình sẽ cả cái câu này, câu ghép đấy. Mình phải how anxious I felt when. Đấy. Nó gắn vào đây luôn đấy. The judges. Judge đây thẩm phán quan tòa, nhưng ở đây mình dịch là judge. Ở đây thì mình dịch là cái giám khảo đi nhá. Giám khảo. Was tasting. Giám khảo taste là nếm rồi. Nếm. Tasting them. By the way. Tiện thể. Oh, by the way. Tôi cũng tiện thể. By the way. Do you know where she was born? Okay. Where she was born. Cô biết là Kristen hả? Các bạn ấy tại sao không phải là do you know where she was born mà không phải là do you know? Do you know where was she born không? Chứ tại sao phải đặt cái was lên trước ha? Đây cái word này này, phải word này này. Câu nào đúng ạ? Cái một đúng hay hai đúng ạ? Cái đơn một là đúng ha, cái hai là sai đó. Bởi vì do you know thì đó là hỏi rồi. Do you know đó là câu hỏi rồi, thì đằng sau đó là phải một cái cụm gì đó, phải là trần thuật, câu kể, không được hỏi. Đó là trong một câu không được có hai cái hỏi liên tiếp ở trong, mà phải là cái đầu tiên hỏi thì cái thứ hai là phải kể. Vậy thì kể thì mình sẽ theo thứ tự là cái động từ to be mình phải vứt ngược lại đó, thì là do you know where she was born, chứ không phải là bị thầm ngói nhá. Cô ấy sinh ra ở đâu? Where was she born? Đúng không? Như đây là câu hỏi, nhưng biến thành trần thuật là she was born. Where she was born? Nơi mà cô ấy sinh ra. Đó, nhớ nhá. Ví dụ, hỏi đường chẳng hạn. Bạn có biết cái thư viện ở đâu không? Do you know where, không phải là where is the library, mà where the library is. Đấy. Đó. Không được là where is the library ha. Tiếp theo là cô ấy sinh ra ở Việt Nam hay là US nhỉ? Ở Cali, Cali US rồi. But she was inspired. Oh, inspired. Inspired. Bạn này cũng học rồi mà nhỉ? Đúng rồi, inspired. Bằng truyền cảm hứng. Nhưng mà ở đây là mình sẽ là bị động rồi. Was inspired, bị truyền cảm hứng rồi. Gọi là được truyền cảm hứng bởi trí nhớ của trí nhớ, được truyền cảm hứng bởi những cái kỷ niệm của mẹ, của mẹ cô ấy, của cái việc nấu ăn của mẹ cô ấy. À, tức là đó, cooking là việc nấu ăn ha. Mom's, việc nấu ăn của mẹ cô ấy, tức là cái bà Christina này, thì được truyền cảm hứng bởi những cái hồi ức, những cái kỷ niệm của mẹ cô ấy. Memory bằng kỷ niệm ha. Kỷ niệm. Memory. Maroon 5 có bài này hay lắm các bạn ạ. Memory is back, memory is back. Mình quá cute cái gì đó. It seems you know quite a lot of her. It seems someone cộng verb do something nhá. Có vẻ như, vậy thì seem này, somebody cộng do something thì nó cũng bằng với cả như kiểu là có vẻ nhá. Nhưng mình cũng nhớ cái từ watch somebody do something này, see somebody do something. Vậy thì ba cái này nó là một dòng này. Ví dụ nhá, bạn trông có vẻ
bạn trông có vẻ biết bạn trông có vẻ mệt chẳng hạn. Không, sim là ngoài ra nó còn cộng với cả tiền tính từ đấy. It seems, no. It seems to be right. Đấy. Nhưng mà thôi, vậy thì bạn ở đây là it seems you know. Đó, trông có vẻ như là bạn biết. Đó. Thôi cho các bạn tụi này. It appears to be. Hoặc là it appears you know cái gì đó. Đó, thay bằng cái từ này nó xuất hiện. It appears you know. Thì bằng it seems. It seems you know. Thôi. Từ này học sau ha. Tiếp theo, quite a lot about her. Mình có từ quite khá là. Trong tiếng Anh, người Anh thì nói dùng là you know a lot, so cái gì đó. Người ta hay dùng thêm một cái từ là từ quite, khá. Người ta nói giảm, nói tránh, đó là sự khác nhau. Ví dụ là người tôi ổn được ạ. I'm quite good. Đó, mình sẽ để mình nói cái sự giảm nói tránh đi, hay dùng cái từ quite. Tôi có nhiều bạn thì mình nói là I have quite a lot of friends. Mình hay nói vậy á. Good luck with the presentation for now. Good luck. Good luck with cái gì đó nhá. Good luck. Good luck. With to someone. Hoặc là to for someone. Nhưng mà with cái gì đó. Ví dụ chúc may mắn với bài kiểm tra. Good luck with your test. With your test. Đó. Thì thường như cái này là break a leg. Break a leg. Đó. Đây là một cái idiom, một cái thành ngữ nhé. Break a leg. Là chúc ai đó may mắn đó. Break a leg. Không phải là đánh gãy chân ai đâu nhá. Mà là ấy cho nó. Ok, the same to you. The same to you là bạn cũng vậy. So you are. Đó. Vậy thì là mình đã dịch xong cái bài này rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình sẽ dịch lại một lần nữa để chúng ta cùng nhau dịch ha. Cái chủ đề ngày hôm nay của bài thuyết trình ngày hôm nay rất là thú vị. Bạn đã quyết định ai là người nói chưa Quang? Ồ chưa. Tao vẫn còn lưỡng lự giữa hai người nổi tiếng là ông Steve và ông Mike. Tao thì ngưỡng mộ cả hai ông này. Nhưng mà ai là người mà mày có một cái ảnh hưởng lớn hơn, waiter, ảnh hưởng lớn hơn? Ôi tao cũng không chắc chắn. Ông Steve thì cái công việc của ông Steve thì nó rất là thúc đẩy tao cái sự sáng tạo và sự đột phá. Trong khi thì ông Mai thì âm nhạc ông Mai thì truyền cảm hứng cho tao có thể học được cái nhạc cụ này. Mày nghĩ sao? Ồ, cả hai thì rất là tài năng và có tầm ảnh hưởng, nhưng mà tao lại thích Steve hơn, bởi vì là Mike thì là một cái vũ công giỏi nhưng mà không phải là một người ca sĩ xuất sắc đâu. Và những năm về sau ấy thì giọng hát của ông ấy càng ngày càng yếu với cả mỏng, không tốt như trước. Ồ, tao thấy rồi. Thế còn mày, mày sắp nói với ai? Thì Hưng mới bảo Chris Hà. Mày cho là cái bà Hà là người mà đã chiến thắng cái cúp MasterChef Mỹ đúng năm 2012 đúng không? Ồ đúng rồi. Ta biết giấc mơ của mày cũng là trở thành một cái người đầu bếp nổi tiếng. Ta có phải tại sao mà mày muốn nói về cái cô Chris Hà này không? Ồ, còn nhiều hơn nữa ha. Chris Hà là một người đầu bếp mù này, một nhà văn có thiên tài này. Cô ấy thì rất là có tài năng và rất là quả quyết. Cô ấy thực sự là phải nói là nó rất là tuyệt vời khi mà xem cô ấy xem cô ấy sử dụng những cái công cụ đầu bếp và chuẩn bị cho những cái món ăn. Ồ, ta đồng ý ha. Ta còn nhớ là ta đã rất excited, hào hứng khi mà Kristen lên những cái đồ ăn rất là đẹp. Thậm chí là ta cảm thấy còn thấy lo âu khi mà những cái vị giám khảo nếm cái đó. Và tiện thể thì
Mày có biết không là mày có biết là cô ấy sinh ở đâu không? Ở Việt Nam hay là ở Mỹ? Ở Mỹ Mỹ ở Mỹ Tho này. Ồ, ở Cali á. Nhưng ở Cali là ở miền Tây của Mỹ ha. Nhưng mà cô ấy được truyền cảm hứng bởi những cái ký ức của những cái kỷ niệm của việc nấu ăn của mẹ cô ấy, chứ chứng tỏ bà này, mẹ của bà này nấu ăn giỏi. Ồ, nó có vẻ như mày biết khá là nhiều về cô ấy nhỉ. Ok, chúc may mắn với cái bài thuyết trình ngày mai ha. Ok mạnh vậy ha. Ok xong rồi ha. Vậy thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ đọc bài này, sau đó các bạn sẽ nhớ được cái từ này. Nhưng mà mình còn chuẩn bị cho các bạn một cái hay nữa, đó là các bạn nên đọc cái từ vựng, đọc qua cái bài này xong các bạn nên đọc cái từ vựng trước, thì mình có chuẩn bị cho các bạn một cái gọi là cái là cái đây mình chuẩn bị cho các bạn cái gọi là cái Quizlet, là các bạn sẽ học cái từ trong này ha. Ví dụ đây là các bạn vào cái Quizlet này, mình làm cho các bạn bấm vào đây này, thì nó presentation này, đây là bài thuyết trình này, next này, đây mình có tổng hợp khoảng 35 từ đấy. Decide đây nó có trọng âm đấy nhá, có phận ngữ âm đấy, các bạn có đọc decide này, đây có quyết định đấy, phân xử nữa này, waiver between đây đó. Và các bạn sau khi đã đọc hết cái này thì các bạn bấm vào chữ learn này. Learn đây sẽ có những cái bài luyện tập cho các bạn. Ví dụ là weak có nghĩa là gì này? Mỏng manh. Bấm vào đây này. Ở đâu? Weak là yếu. Nhầm. Tiếp này. Innovation này. Đấy. Sự đổi mới. À đây là sự đổi mới. Đúng rồi. Singing voice. Sự singing voice là giọng hát. Đấy. Các bạn làm này. Nhớ rất tốt luôn. Đây có vẻ cái hình ảnh để các bạn nhìn này. Học bằng hình ảnh rất là tốt. Talented, tài năng, đấy, decide, quyết định, đó. Ngoài ra nhé, các bạn có thể vào đây các bạn bấm vào test, thì nó có bài thi cho các bạn này. Đấy, ví dụ là prepare the dishes, chuẩn bị món ăn là đúng hay sai này, đúng rồi. Weak là mỏng manh, đúng. Weak là yếu chứ, sai. Đấy. Đuôi mù, ô chef phải đuôi mù, đâu. Ô chef là good looking, cứ nhìn đẹp. Đúng rồi, đấy, nó có cái bài trắc nghiệm này, sau đó là còn có cả nối này, đấy, lựa chọn cái từ gì đây, rồi có cả, đây chắc là đây là nối vào, bật vào đây, này. Đó, xong rồi còn viết ra này, nhiều lắm, các bạn cứ vào đây ha, các bạn có thể lựa và bấm vào cái option này để các bạn cứ thích loại câu hỏi gì các bạn bấm vào đây ha, đó, mình tạo cho các bạn này ha. Các bạn nên làm cái này để học, lâu lâu làm ra nó rất là dễ học, để học từ vựng. Đây là cách học từ vựng rất là hay của mình hay làm ha, cố gắng làm ha. Đấy, đọc học từ vựng trước này, sau đó mới xem bài đọc lại của mình nhớ lại đó, rồi sau khi xem bài học của mình xong rồi thì mình lại bắt đầu quay lại bài ha, quay lại cái bài của mình ha. Ok, sau khi về xong rồi thì mình làm bài tập ha. Bài tập 1, bài thứ 2 đó là decide whether, quyết định xem là những cái statement, những cái tuyên bố ha, những cái thuyết statement sau đây, cái nào là true là đúng, cái nào là sai, cái nào là not given là nó không cho, và tick vào cái box này. Vậy thì bài true for not given ấy, thì các bạn phải xem là true là đúng, tức là nó đưa ra cái câu đấy, ví dụ là tôi thích đọc sách, thì cái bài nó hỏi là bạn kia thích đọc sách hay không, bạn kia thích đọc sách thì là đấy là đúng, còn là An thích đọc sách thì đấy là sai, vậy là tôi là thích đọc sách chứ không phải thằng An. Còn not given là ví dụ bảo là tôi thích xem phim nhưng mà trong bài chả đề cập gì đến tôi xem phim cả, thì đấy là not given ha. Vậy thì bây giờ mình bắt đầu mình làm ha. Quang không thể quyết định ai sẽ là người nói vào hôm sau. Ok. Quang không thể quyết định ai là người nói hôm sau. Vậy thì đúng hay sai? Nếu mà đúng thì là An không thể, còn kia là mà sai thì An có thể, về xem nhá. À thằng Quang. Đây, Hùng hỏi là bạn đã quyết định ai là người nói ngày mai chưa? Vậy thì Quang bảo là not yet là vẫn chưa. Not yet là vẫn chưa. Vậy thì không thể rồi. Đó.
Đấy, chưa chưa biết quyết định được ai, tức là không thể quyết định được rồi, vẫn còn đắn đo, nên là không thể rồi đó. Vậy thì đúng, đây đây đúng, không thể. Tiếp theo, Quang muốn trở thành người nổi tiếng giống Steve. À, đầu tiên là có muốn không đã, ông này có muốn trở thành người nổi tiếng không ha? Tôi Quang muốn để Steve. Có muốn hay không nhỉ? Quang đây này. Ở đây thì ông ấy chỉ nói là Steve Jobs ấy. Công việc Steve thì kích thích tôi và truyền cảm hứng cho tôi để học các cái mới. Nhưng mà không phải là những cái này khiến cho ông ấy muốn trở thành người nổi tiếng đâu. Không thể nói Quang muốn trở thành người nổi tiếng. Mà Quang cũng bảo là chắc chắn là not given hoặc là full, nhưng mà có phải full không? Không phải full đâu, bởi vì nếu mà như vậy thì Quang phải bảo là tao không muốn làm người nổi tiếng đâu. Nhưng Quang không muốn nói là làm người nổi tiếng hay không làm người nổi tiếng, vậy thì đây là not given. Đây là not given. Tiếp theo, Hùng thì thích Michael giọng singing. Hùng đấy nhá. Hùng này thì ta thích cả hai. Nhưng không biết thích cái gì ha. Six, nhưng mà thích stop hơn, stiff hơn. Bởi vì Michael Jackson thì giọng thì là nhảy tốt, nhưng mà không phải là excellent singer. Thế chứng tỏ là không thích rồi. Giọng nó không, ông này giọng có xuất sắc đâu mà thích, đúng không? Không phải excellent singer. Bây giờ giải thích thêm này, giọng thì yếu này, mỏng, vậy thì không thích. Mà đây lại bảo là Hùng thích. Nó là không thích rồi mà nó thích, vậy thì đây là sai rồi. Đó. Hùng thích. Hùng đã học chơi cái này bởi vì bị truyền cảm hứng bởi Michael Jackson song. Hùng này. Hùng thích chơi nhạc cụ bởi truyền cảm hứng đây này. Đây đây Hùng. Đây là trong khi Michael Jackson đã gây truyền cảm hứng cho tôi để học đàn. Đúng hay, nhưng mà đây là nhớ tên nha các bạn ơi, đây là Hùng, còn đây là thằng Quang nó bảo mà. Một cái là Quang bảo tao thích như vậy chứ có phải là Hùng đâu. Vậy thì cái chủ ngữ thằng Hùng này là sai rồi. Sai 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 bét sai bét. Tiếp nữa, cả Quang và Hùng đều ngưỡng mộ Hà. Ngưỡng mộ, cả hai đều khen nhé, cả hai khen là được. Đây, đang nói với bà Hà. Bà này được giành thưởng này. Ta biết giấc mơ của mày trở thành một cái này. À, vậy thì giấc mơ của Hùng là trở thành một người như bà Hà, chứng tỏ là ngưỡng mộ này, là chứng tỏ là Hùng là đúng rồi. Còn Quang đúng không? Quang thì tao đồng ý này. Tao đã cảm thấy rất là hào hứng khi mà như vậy. Tao cảm thấy còn hồi hộp khi mà giám khảo đánh giá như vậy. Thì chứng tỏ là rất là thích và rất là thích luôn, cả hai người này thích. Vậy thì cũng là cũng ở đâu đó vẫn để su nha. Đó, vậy thì đó, vậy chị bài đọc này phải hiểu kỹ kỹ thì mình cũng làm được đấy các bạn ạ, không không dễ đâu. Ok, xong cái bài này rồi thì các bạn chuyển sang slide mới ha. Đây thì có slide về cái thảo luận với nhau với cả partner. Nếu bạn là Quang thì bạn sẽ lựa chọn ai để nói, Steve Jobs hay là Michael Jackson? Ở đây chúng ta có if này. If mà cộng với cả quá khứ phân từ thì chứng tỏ câu điều kiện loại 2 rồi nhá. Loại 2. Loại 1 là nó có thể xảy ra trong hiện tại, nhưng loại 2 là không thể xảy ra đâu rồi. Bởi vì là nếu bạn là Quang, làm sao mình là Quang được? Chả bao giờ mình là Quang được. Cho nên là không có thật ở hiện tại. Rồi vậy thì cái cấu trúc đấy là if cộng chủ ngữ cộng với cả từ mệnh cộng với cả quá khứ đi, verb quá khứ, động từ quá khứ cộng với cả chủ ngữ mệnh đề thứ hai nhé, cộng với cả would cộng do something. Đó. Tức là dùng để diễn tả một cái gì đó nó không có thực ở hiện tại.
nhớ nhá. If you were, vậy thì mình trả lời khi mình trả lời đấy. If I were, I would. Đấy, I would cộng I would I would I would choose làm cái gì đó đấy. Bởi vì mình đưa ra lý do. If I were loyal, ông Quang này chả biết chả nhớ ông ấy là ông Quang hay ông Hùng nữa. Xem nào. Ông Quang hay ông Hùng không? Ông Quang thì ông ấy đâu, ông Quang thì ông ấy thích Steve, ông ấy ghét Michael. Vậy thì mình là if I were Quang, I would probably choose. Mình dùng cái từ probably. Là cái từ này dùng nhiều, tôi sẽ kiểu như là chắc chắn tôi sẽ chọn này đấy. If I were Quang, I would probably choose Steve. Simply because, or mainly because he was one of the most famous figures in the world. He could, like, he has a lot of creative ideas and innovative, like, thoughts. Có rất nhiều những cái suy nghĩ và những cái đột phá. Nó chẳng nghĩ ra được cái gì đâu. Nhưng mà nói chung là nhớ câu điều kiện loại 2 là nói ha. Tiếp theo, find the words in conversation that have the same sound as the following. Tìm những cái từ ở trong cái đoạn hội thoại này mà có cái cùng cái âm với cả những cái từ này. Two. With two thì dễ lắm. Two là có số 2. I. Cứ đọc lên rồi. I am. I đây. See. Biển à. See that. Do you see that? See. Ok, này, bài này mình dễ lắm. One, vừa nãy nói rồi. One đây. No, thì no đây. No, thì no đây. Bài này dễ lắm. Không có gì khó. Ok. Câu 5. Cái này người ta homophones. Cái này người ta gọi là homophones ấy. Những cái từ mà nó viết khác nhau nhưng mà nó đồng âm. Đấy. Câu 5, find the words in the conversation that have the same sounds as the first. Không, không, câu 5 này là phải chia lại quá khứ rồi, nhầm nhá. Câu 5 này phải chia lại quá khứ đấy. Câu 5 này chia lại quá khứ. I remember how excited I felt. Các bạn nhớ nhá, bạn ấy mình nói rồi. Bởi vì cái này đã xảy ra ở quá khứ rồi, mình phải là I felt. When questions, cái này có thể là khi cô ấy đã created. Tạo ra cái gì đó, đã tạo ra cái gì đó và mình cảm thấy thế. Nhưng mà trong lúc cô ấy tạo ra thì mình đã thấy happy rồi, mình thì trong lúc như vậy thì mình phải, nó phải đang diễn ra đúng không, thì là was creating đó, quá khứ tiếp diễn. Vậy cái tất cả này xảy ra trong quá khứ rồi đó. Ui dễ lắm. Tiếp ha. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị cho các bạn một cái bài nghe để làm sao cho các bạn nghe được cái từ này. Các bạn sẽ nghe, nắm được cái từ này, xong bạn đã viết ra giấy ha. Đầu tiên các bạn đã xem đây là những cái từ gì, các bạn đoán ra, xong nghe viết ra giấy. Ở trong bài sách giáo khoa không có được cái này luyện tập thêm để các bạn rèn luyện khả năng nghe. Thì trong cái audio này thì mình sẽ gửi cho các bạn một cái link để các bạn nghe cái audio đó. Mình sẽ giảm tốc độ xuống ha. Thứ bài nghe nó nghe nhanh lắm, nhanh như gió luôn đấy. Các bạn nghe viết ra giấy hay 2-3 lần để ghi lại những cái từ đấy vào nhá. Đó, mình sẽ để được cái link và mình viết cái bảng này cho các bạn để các bạn có thể nghe được nó là như thế nào. Rồi các bạn xem lại ha. Xong rồi nó sẽ show cho các bạn, về sau sẽ show cho các bạn cái đáp án là được ha. Để nghe ha. Đã thử nghe ha. Unit 1. Life stories. Page 7. Getting started. Activity 1. Activity 1. Nói anh nhé các bạn nhé. Hum and Quang are talking about famous people. Listen and read. Nhạc nhẽo bật lên nữa, trên mệt. The topic for tomorrow's presentation is really interesting. Have you decided who to talk about, Quang? Not yet. I'm still wavering between two famous people, Steve Jobs and Michael Đây, Jackson. Các bạn nghe, các bạn điền nhá. Nó nhanh lắm, nhưng mình sẽ giảm tốc độ cho các bạn để các bạn nghe nó dễ hơn. Đó, các bạn nghe nhiều thì các bạn cải thiện thôi. Đó. Đầu tiên á,
các bạn khó nghe là bởi vì gần hết các bạn không biết được cái từ vựng ở trong đó. Các bạn chỉ nghe được khi mà làm sao các bạn biết được và đến ít nhất 60-70% cái từ vựng đấy thì các bạn nghe được. Cho nên muốn nghe các bạn học hết sạch từ vựng xong hết rồi, sau các bạn nghe lại thì các bạn sẽ nghe sẽ lên. Chứ một phát mà chưa học từ vựng mà một phát nghe vào thì đúng là kiểu sớm mặt luôn, nghe vỡ toang luôn đấy. Đó, vậy mình có cái bài nghe này cho các bạn ha. Đây là cái đáp án này, đáp án cho các bạn ha. Tao mình sẽ gửi là ok. Để các bạn yêu thích thì các bạn có thể like, sub, chia sẻ để mình có động lực mình làm. Làm sao thì các bạn học tiếng Anh một cái dễ nhất ha. Bởi vì ngày xưa mình học tiếng Anh thì mình cảm thấy rất là khó khăn khi mà không có ai chỉ cho mình từng ly từng tí một. Mà tiếng Anh thì nó phải học kiểu học phải từ gốc ấy. Nếu không từ gốc thì phải chỉ từng ly từng tí một thì mình bắt đầu học lại từ đầu thì mới được. Cho nên mình rất mong muốn là mình sẽ làm sao mình sẽ chỉ càng cận kẽ càng tốt cho các bạn thích học. Đó, thì nếu các bạn cảm thấy chỗ nào khó hiểu chưa hiểu thì các bạn có thể comment dưới để mình sẽ đáp ha. Hoặc muốn chỗ nào mà mình giảng chậm hơn, hoặc là chỗ nào nhanh hơn, hoặc là từ nào cần phải care vào hơn các thứ thì các bạn cứ order ha. Ok ha. Bye bye các bạn, chúc các bạn học tốt ha. See you.